Đây là hôm nay là đây, mọi người thấy không, anh Hải xuất hiện đây. Đó là hôm nay là tụi nó nói anh Hải không xuất hiện. Đó. Chiếc xe này là chiếc xe gì đây? Phải chiếc xe huyền thoại không? Đó, chiếc xe huyền thoại của chú Năm không, của chú. Đó, thì bây giờ anh Hải em sẽ cho mọi người thấy anh Hải. Đó, anh Hải đây. Đó, ai đây? Bé mớm về. Đó, còn anh Hải đây, anh Hải em cho mọi người thấy anh Hải là người như thế nào đây. Đó, anh Hải nè, phải không? Phải mặt anh Hải không? Đó, đúng không? Thấy chưa cô chú? Đó, tụi nó nói là anh Hải như thế nào thì bây giờ anh Hải nè. Đó, em cho mọi người thấy luôn. Đó, anh Hải xây cái mặt qua cho em cái anh Hải. Đó, thấy chưa cô chú? Như vậy mà nói nè, đó, người ta đi về làm nhà làm cửa gia đình mà cũng nói xấu, thấy không cô chú? Đó, anh Hải bây giờ xuất hiện. Đó, anh Hải hôm nay là về phụ nhà phải không anh Hải? À, đi về làm nhà ở dưới nhà thì không thấy anh Hải thì tụi nó cũng nói tùm lum tà la. À, đó thì vậy nè, hỏi đó, thấy không, thấy kỹ chưa, nhìn kỹ chưa, cái lũ cần cần vô đây nhìn nha không. Đó, cái này là cái mặt này của ai? Đó, này là chồng Hồng Loan chứ không phải là anh Hải. Đây, thấy chưa mọi người, anh Hải ha, có nickname là Hải Thầm. Đó, Hải Thầm. Vậy anh cứ âm thầm, anh tình cờ nó không biết nên nó cứ dẫn dắt câu chuyện. À, đây là anh Hồng cô chú anh chị. Đó, anh Hồng. Hồng thì đó, còn đây là ai? Còn này là ai? Còn đây là ai đây? Ai đây? Cái này là bé mớm đúng không? Đó, thấy chưa? Tay chanh. Còn này là bò tá giấm. À. Ủa, bò tá giấm đâu? Đây, bên kia. Ai xuất hiện rồi đó, ai nói. Đó, thấy chưa? Hỏi ông Loan đi, sáng giờ đi về dưới nhà đúng không? Chứ không ai hỏi thì hỏi rồi. Đó, Hải lên lầu đó. Đi sáng giờ bỏ người ta mà bây giờ hỏi. Có đỏ là cái đó. Chị có bị mắc mưa không chị Loan? Chị có bị mắc mưa không chị? Không, hãy ghé chỗ ăn á. Dạ. Là mưa cái nào đi về chạy đi chỗ ăn hết mưa. Ủa, nghe em nói là như ghé chỗ ăn mà thả tim á là được giảm giá hả chị? Em thấy tạo trái tim á. Miễn phí luôn. Ờ, miễn phí. Thôi, vậy kiểu này không ăn nữa. Em thấy thả tim là được miễn phí luôn á. Thả trái tim mà đút hai người vô thả mới chịu à. Ở lái thiêu nha cả nhà. Lái thiêu là gần shop khoảng 12 nha. 12. Đó, chủ nhật nhà cũng đông vui quá ha. Ở bên đây anh Hải anh về rồi. Vậy mà nói là anh Hải bị này bị kia. Ừ. Còn là những lời Hải mới tư đến đi chị Lâu ơi. Hải mới tư nói gì đó. Mới tư đến. Vậy rồi. Vì gì đó. Yeah. Rồi đó. Rồi. Bây giờ Lo đi tới đâu là lúc đi đi phải tới. Lo mà lên lầu là nhà leo lên lầu quá. Lắm. Sáng giờ mà. Mà sáng giờ anh nhớ mà. Cho em con chuột anh ơi. Đó, bây giờ Hồng Loan đi lên lầu mọi người. À, thì em cũng nói cho tất cả các cô chú được biết luôn. À, thì hôm nay là anh Hải đã xuất hiện. Thì xuất hiện như thế nào để cho mọi người biết. Đó, thì không thấy mặt anh Hải, chồng của Hồng Loan ở nhà. Thì mọi người cũng bên mà cần cần vô
là nói xấu nói này nói kia, là nói là anh Hải không có mặt đó, anh Hải là bị bế, bị này bị kia, chơi cái đồ tầm bậy tầm bạ đó, cô chú thấy không, toàn là nói dốc không mà đó. Hôm nay anh Hải xuất hiện với chiếc xe nè, chiếc xe này là gọi là chiếc xe quyền lực nha cô chú, chiếc xe quyền lực của chú Năm đó, chứ đâu phải mà chiếc xe đơn giản đâu, cái này gọi là chiếc xe đó. Thì cũng lên mà nói này nói kia, là nói là anh Hải đã bị bế đồ mà chơi đồ tầm bậy và thiếu nợ thiếu nần, nói tùm lum tà la, cuối cùng đó bây giờ anh Hải xuất hiện đó, cô chú thấy không, giờ ai lên mà nói là anh Hải bị này kia đó, nó cũng vu khống, nó nói này nói kia, nó tìm cách để nó nói xấu người ta đó. Giờ hôm nay là anh Hải đã xuất hiện rồi như thế nào đó, chứng minh đi, chứng minh là anh Hải bị này bị kia đi đó, anh Hải còn vẫn còn ở đây đó, cô chú thấy không, đâu phải anh Hải không còn đâu đó. Thì đó, những cái gì mà hình ảnh như thế này thì cô chú thấy rồi đó, anh Hải cũng về đó, là xuất hiện trên một cái chiếc xe như thế này, là chở Hồng Loan đi về nhà đó, về nhà để thăm nhà ba mẹ anh Hải, rồi xong rồi anh Hải chở Hồng Loan đi lên mộ của chú Năm đó, đi lên mộ chú Mâm Năm để làm gì, để thắp hương cho chú Năm ngày chủ nhật, mà kền kền đồ không thấy, lên nói xấu anh Hải, là nói anh Hải bị công an bắt giờ thiếu nợ thiếu nần đồ tùm lum tà la đó, trời đất ơi, anh Hải có chơi gì đâu mà thiếu nợ cô chú đó, gọi là Hải thầm mà người ta không có nói đó, ai nói gì kệ họ, anh Hải thầm là cứ mà đụng vô là lụm thôi, vậy thôi, nói cho cô chú biết, chứ đừng bao giờ mà đem anh Hải ra mà để nói này nói kia, nói tầm bậy tầm bạ, nói bị bế lên phường đồ này kia, nói tầm bậy không à đó. Giờ chiếc xe này ở đâu, ai là người lái chiếc xe này nè cô chú, phải chiếc xe này của chú Năm không, giờ cái mặt anh Hải trên cái màn hình này là anh Hải ở đâu, bị bế ở đâu, tự nhiên người ta đi làm, người ta phụ gia đình người ta, cũng lên nói xấu, nói tầm bậy tầm bạ để mà vu khống đó, cô chú thấy không, toàn là nói tầm bậy không à. Phải như mà anh Hải bị cái này kia đồ á thì lên mình nói được, còn không biết sự việc không biết cũng nói toàn là nói tầm bậy nói tầm bạ không, nói đi cho có cô chú, chứ thật sự ra là đó. Thì hôm nay Hồng Loan với anh Hải cũng ở nhà đó, là chở những đứa con đi lên thăm mộ của chú Năm, để cho tất cả các cô chú được biết là vợ chồng anh Hải vẫn vui vẻ hạnh phúc, chứ không có cặp bồ cặp bịch đồ đi theo gái theo này theo kia, không có, đừng có nói thầm bậy, hiểu không, anh Hải là lúc nào cũng mà yêu thương Hồng Loan với năm đứa con của mình thôi, chứ không có làm cái gì mà sai hết, cho nên là mình thấy nó mà thấy lũ gần kền vô đây mà thấy mà anh Hải không có nhà không có xuất hiện thì tụi nó sẽ nói đó, tụi nó sẽ nói xấu nói này nói kia, nói mà cho nó, nói chung là nói cho nó có, cho nó đúng rồi luôn á cô chú đó, để nói xấu người ta đó. Thì hôm nay em chia sẻ bao nhiêu đây thôi, ít thôi cô chú, để cho tất cả mọi người được biết là anh Hải đã có mặt tại đây đó, là anh Hải không có bị gì nha cô chú, đừng có nói xấu người ta, đừng có nói dốc, hiểu không. Rồi em chúc cho cô chú một buổi chiều thật là vui nha, bye bye.